Cậu bé mù này được trời ban khả năng cảm nhận vô cùng nhạy bén, chỉ cần nghe và chạm vào thôi cậu cũng có thể biết được đó là xe đạp Figia hay địa hình. Một hôm, người bạn hay giúp đỡ cậu đã bị một nhóm xã hội đen bắt cóc và yêu cầu cậu phải tham gia một thử thách nguy hiểm, nếu như không vượt qua thì cả hai khó lòng giữ được mạng sống. Và cậu bất chấp nguy hiểm tham gia ngay thử thách nhóm xã hội đen, sau đó đã mang chiếc xe đạp Magic Bros CX5 ra và yêu cầu cậu trong vòng 3 phút phải đoán được tên xe màu xe. Bọn xã hội đen đang rất vui mừng vì nghĩ làm sao một tên mù lại có thể đoán được màu sắc xe. Chúng nghĩ đã nắm chắc phần thắng, trò chơi bắt đầu chỉ trong nháy mắt khi sờ vào nghi công cong cũng như xích hạt đậu. Cậu đã đoán được đây là một chiếc Figia đến phần khung. Dựa trên năng lực cảm nhận, cậu sờ qua thì toàn bộ dữ liệu chạy trong não phân tích xử lý, thì cậu thốt lên xe Magic Bros. Đám côn đồ thấy không ổn, chúng bèn chơi xấu lợi dụng cậu bị mù đổ dầu lên khung xe để cậu không thể phát hiện đây là khung xe gì. Cậu sờ một lúc lâu và gõ liên tục nhưng bất lực. Magic Bros có quá nhiều mẫu xe từ CX5 tới CX10, thời gian chỉ còn lại 1 phút, có lẽ thử thách này là quá khó, cận kề nguy hiểm. Đột nhiên não cậu được khai phá, phát huy 100% hiệu suất phân tích xử lý từ những thông số nhỏ nhất. Trong 30 giây cậu đã nhận ra đây là mẫu CX5. Còn bước cuối cùng thì sao? Cậu phải đoán được màu xe, không thể nhận biết được qua tai và cảm giác. Năng lực của cậu không thể sử dụng, chỉ còn 10 giây. Đột nhiên từ xa đội cảnh sát đã chạy tới, đám côn đồ hoảng hốt chạy trốn. Vậy là cậu đã may mắn sống sót cùng người bạn của mình.